Liên quan vụ việc một học sinh lớp 9 ở thành phố Nam Định bị đâm tử vong ở sân bóng, lực lượng chức năng đã tạm giữ nghi can Nguyễn Gia Hát, 15 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định. Lực lượng chức năng cũng đồng thời triệu tập 4 người khác liên quan đến vụ việc. Theo điều tra ban đầu, Hát có mâu thuẫn với nạn nhân Hoàng Trung Đê, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, và HHD, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường này, tại sân bóng ở đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Trong lúc xô xát, Đê bị đâm tử vong. Liên quan vụ việc bé gái 5 tuổi ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa tử vong, có dấu hiệu bị xâm hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt được nghi can. Đối tượng là Phạm Văn Dũng, 46 tuổi, quê Hải Phòng, đã có vợ và hiện đang sống gần nhà nạn nhân. Công an huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã bắt giữ được thủ phạm đập phá hơn 200 ngôi mộ tại nghĩa trang Đa Dọc, thôn Hà Phương, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Đình Nhu, sinh năm 1989, người ở địa phương này. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao vừa có kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị hủy quyết định giảm án với cựu chủ tịch BTC Online Phan Xào Nam, bị cáo trong vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2019, Phan Xào Nam bị cấp xét xử phúc thẩm tuyên án 5 năm tù về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền, thụ án tại trại giam Quảng Ninh. Sau 2 lần được giảm án, tháng 2 năm 2021, Nam được ra tù sớm hơn 22 tháng 7 ngày so với thời hạn. Tuy nhiên, theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, việc tha tù trước thời hạn cho Phan Xào Nam là không có căn cứ.